Hi, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu và Ngọc Ánh. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng review một cái căn siêu phẩm của dự án GS Nhà Bè, đúng không Phước Sửu? Nói siêu phẩm chắc là gì tích lớn lắm phải Ngọc Ánh? Đúng rồi, một cái căn biệt thự đơn lập ở trong dự án này. Đúng rồi, diện tích của căn này là 15x20. Và bây giờ Phước Sửu và Ngọc Ánh đi vào tham quan cái căn này nha. Xin mời. Ngọc Ánh ơi, ở đây là diện tích của cái căn này là 15x20 và nó được thiết kế là hai mặt tiền trước và sau luôn đó Ngọc Ánh. Đúng rồi, ở phía sau là công viên bờ sông. Mặt tiền phía trước như mọi người đang nhìn thấy cũng có một cái công viên rất là đẹp. Công viên có cánh đồi đầy đủ Ngọc Ánh ha. Đúng rồi, anh thấy ở đây có tới hai công viên, một công viên phía bên tay phải và một công viên phía bên tay trái. Nhìn rất là thoáng, một cái view nhà cực kỳ gọi là thoáng mát luôn. Rồi, và bây giờ là Phước Sửu và Ngọc Ánh bước vào bên trong thiết kế của cái căn biệt thự đơn lập này để cho quý chị thấy rõ là một cái không gian sử dụng như thế nào ha. Đây là một cái căn gọi là biệt thự đơn lập 15x20. 15x20 và chừa sân phường, mỗi bên là tầm khoảng 2m. Thì tổng diện tích sử dụng nó còn khoảng là 11x2, chừa trước 3 chừa sau 2 nữa thì còn là 11x15. Một cái khoảng không khá rộng phải không? Rất là rộng và vừa đủ ở. Như này mình thích ấy, rộng quá cũng cảm giác như hơi bị dọn dẹp cũng mệt đúng không? Có một cái điều đặc biệt là cái căn này là nó là hai mặt tiền luôn. Mặt tiền kia là mặt tiền đường nội bộ bên trong và mặt tiền bên này là mặt tiền đường chính hơi luôn, và là có thể để xe hơi được. Nói chung là nó là một cái không gian đa chiều, hai mặt tiền, mặt tiền nào cũng có thể là di chuyển là hai cung đường lớn được á Ngọc Ánh. Đúng rồi, mình thấy ở phía trước Ngọc Ánh đây là một cái công viên dọc bờ sông cực kỳ đẹp luôn. Đường cũng rất là rộng nha. Wow. Phía trước không có nhà, chỉ có sông thôi. Rất là thoáng. Rồi bây giờ Phước Sửu cùng với Ngọc Ánh vào bên trong để là khám phá chi tiết bên trong cái cách thiết kế của cái căn biệt thự này như thế nào nha. Như mọi người nhìn thấy thì ở đây thì một gara xe hơi đúng không? Một gara xe hơi và bên trong này là này. Một cái toilet Ngọc Ánh. Toilet cho khách đó đúng không? Đúng rồi, toilet cho khách dùng chung cho ở đây thì mình cứ thiết kế được có thể 3 gian phòng. Đúng. Đây là một gian phòng khách lớn bếp nè. Đây bếp này. Đây là một cái dạng như là tivi rồi có thể là gian học tập cho trẻ em. Rồi bên đây là một cái gian gọi là thiết kế phòng bếp đó Ngọc Ánh. Trời ơi, Sửu biết sao không? Anh rất thích cái không gian này bởi vì anh thấy xung quanh đều là kiến hết, sao mà nó có thể thoáng. Chính xác. Thấy là vậy á, nhưng mà khi mà đóng kính cửa thì đây là một cái sự cách âm cực kỳ tốt luôn Ngọc Ánh á. Mình nhìn thấy cái cửa cũng rất là chắc chắn luôn. Đúng rồi, ở đây là chủ đầu tư nhập khẩu cửa vừa là chống cháy và chống ồn. Và như mọi người đang nhìn thấy là những cái hộp gen ở đây họ ép sát tường rồi Ngọc Ánh ạ. Thì tuy là đường ống nước gọi là dẫn ống nước bình thường thôi, không phải dẫn ống nước nóng, nhưng mà họ sử dụng chất liệu rất là tốt là bằng ống dẫn bằng của nước nóng bình minh, nên là về cái sự chắc chắn thì rất là tuyệt vời. Không bao giờ có vấn đề bị mục nát hay là bị bể hết. Và bây giờ là Phước Sửu và mọi người cùng di chuyển lên tầng 1 để mình khám phá cái căn. Nếu mà làm mình ở dưới cái này mà mình dưới cái cầu thang này như ánh mà làm, anh sẽ thích làm một cái giống như một cái bể cá mini á. Đúng rồi, sẽ rất là đẹp luôn. Bây giờ là Phước Sửu và Ngọc Ánh đã lên tới tầng 1 của cái căn biệt thự 15x20 phải không Ngọc Ánh? Đúng rồi. Đối với cái căn 11x20 này như Ngọc Ánh ở đây thì đây. Đây là hộp của thang máy đúng không Sửu hả? Không không, ở đây là giống như là một cái giếng trời đấy Ngọc Ánh. Giếng trời thôi. Giống như là như một số rồi. Cái căn biệt thự thì ở đây là một cái khoảng không để từ dưới nhìn lên á. Thiết kế dạng như là lửng đó Ngọc Ánh. Nhưng mà không phải, ở đây cái cách thiết kế hơi lạ của bên chủ đầu tư tạo có một cái lấy ánh sáng từ bên ngoài. Ánh sáng và ở dưới này thì sẽ nhìn được xuống dưới bên dưới là tiếp khách và có những khách nào vào nhà thì mình có thể quan sát nhà ở tầng 1 được luôn. Rồi thì ở đây mình theo mình nhìn thấy là cũng phải có thiết kế được khoảng 3 phòng ngủ.
rất là 3 hoặc 4 phòng ngủ đó Ngọc Ánh. Bởi vì là một cái diện tích khá lớn mà Ngọc Ánh. Nếu mà cầu thang đi lên đây thì đã thiết kế hai bên đây là hai cái gian phòng rồi. Hai gian phòng rồi, toilet ở đây, đây là to dạng như là đã chờ ống của toilet rồi. Thì mình có thể thiết kế toilet bên trong phòng hết. Đây là một không gian gọi là sinh hoạt chung và đây là phòng ngủ, phòng master ngủ bedroom. Khá rộng luôn. Ở đây thì có thể làm toilet lớn nè, làm phòng bồ tắm nằm nè, rồi phòng xông hơi, tắm sauna. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ mình thấy cái xu hướng của các chị gái là thích làm một cái phòng rộng vậy luôn á, xong rồi một bên là để chỗ mà thay đồ á, chỗ mà đựng đồ á, quần áo. Đúng rồi, quần áo khô, thay đồ khô, phòng mặc ảnh. Đúng rồi. Đúng là rồi. Bây giờ các chị thích như vậy đó, bản thân anh cũng rất là thích. Một tầm view quá đẹp Phong Ngọc Ánh. Từ đây dưới nhìn là ra công viên. Đây là gọi là công viên mùa đông đó Ngọc Ánh. Thì chủ đầu tư có bố trí 4 công viên xuân hạ thu đông. Thì đây là cái công viên mùa đông thì nó sẽ có những cái sắc hoa màu đông. Tới mùa đông nó sẽ rủ xuống và nó dập theo cái cảnh quan của những cái căn biệt thự này luôn. Một sự tinh tế mà không phải chủ đầu tư nào cũng có. Chính xác. Ban công khá rộng, tha hồ check-in thoáng mát và lối ban công thì thông rộng, thông nhau giữa tất cả các phòng luôn Ngọc Ánh ha. Quá đẹp luôn. Đâu đâu cũng là kiến, đâu đâu cũng là view và đâu đâu cũng có đón gió không? Mình thấy ở đây là mình bán cũng khá nhiều dự án rồi ấy, nhưng mà mình thấy ở đây là những cái căn này rất là hiếm dự án có, là phía trước là công viên mùa đông, phía sau là một cái công viên bờ sông cực kỳ đẹp luôn và rất là thoáng. Bây giờ mình với Ngọc Ánh sẽ di chuyển lên tầng 2 của cái căn 15 x 20 này Ngọc Ánh. Đúng, ở đây mà gió cực kỳ mát luôn á. Đúng rồi, quá thoáng luôn ha. Rồi, Phước Sử và Ngọc Ánh đã đến tầng 2 của căn biệt thự 15 x 20, hai mặt tiền trước sau, đối diện bờ sông luôn. Ở trên này anh thấy có một cái gian công gian mà gọi là cái giống như cái sân vườn đó. Sân vườn. Cực kỳ thoáng luôn. Cái này mình có thể trồng cây, trồng hoa nè. Đúng view rồi. View thì đẹp nè. Đúng rồi Ngọc Ánh, ở đây là một giống như một sân thượng rất là lớn, tổ chức những cái tiệc barbecue nè, nướng nè, rồi cho trẻ em nô đùa hoặc là làm những cái nhà banh trên này. Chà, chắc là con cái mà mình sở hữu được cái sản phẩm này chắc nó thích thú lắm luôn Ngọc Ánh. Đúng rồi, mình thấy xung quanh là công viên, cái chỗ chạy nhảy cho bé rất là nhiều luôn á. Đúng rồi, một cái công viên nhìn xuống đầy sắc hoa, tuy là mới trồng thôi nhưng mà khá nhiều sắc hoa đang đua nở rồi Phong Ngọc Ánh. Cây xanh, cái này chỉ khoảng một vài năm nữa thôi, cây nó lớn lên là nó đẹp lắm. Đây, một cái khoảng sông vườn giữa hai căn với nhau gọi là đơn lập á Ngọc Ánh. Thì tất cả mặt trước mặt sau đối diện công viên và hai bên cũng là không gian sân vườn luôn. Nhà cách nhà luôn Ngọc Ánh, khá thoáng luôn. Một căn đơn và lập nhưng xứng mà đáng luôn. Ngọc Ánh nhìn cái cách bố trí nè, tuy là chỉ là bàn giao thô thôi nhưng mà chủ đầu tư này trang trí nè, đèn ha, đèn trang trí nè. Mình thấy có đèn trang trí luôn nè. Rồi là lót gỗ nè, rồi trên mái là họ đã đổ sàn bê tông rồi và họ lợp thêm một lớp ngói thái như thế này nữa nè. Nó nhìn sẽ cảm làm giác sang trọng. Sang mát trọng lắm. Mà nó mát, nó mát sẽ lắm. Làm mát ngôi nhà. Đúng rồi. Anh thấy là chủ đầu tư GS là bàn giao cực kỳ đẹp luôn á. Những cái lớp sơn này nó chỉnh chu từ lớp sơn và kể cả bên trong. Nhà thô thôi nhưng mà rất là chỉnh chu. Nhìn cái bê tông á, nó rất là cảm giác. Mình nhìn là mình đã thấy cái sự chắc chắn rồi. Chính xác. Một cái cách thiết kế gọi là bán hiện đại hay sao nha. Đúng rồi, cả tân cổ điển. Và cả tân cổ điển và vừa hiện đại mà vừa còn mang hơi hướng cổ điển chút xíu. Nhưng mà gần như là Phước Sử và Ngọc Ánh đang đi lạc vào một cái kiến trúc của những cái thành phố của châu Âu phải không? Đúng rồi, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Mát quá, mát quá. Đây là anh với Sử đang đứng là tầm 2 rưỡi chiều đó mà nó không có cảm giác là bị hập hay là nóng gì như ở những cái nơi khác. Không phải là một khối bê tông giữa một cái thành giữa một cái dự án trơ trọi mà ở đây là xung quanh đầy cây xanh và rất là nhiều loại hoa và đối diện bờ sông. Đúng rồi. Bây giờ mình vào bên trong thiết kế của cái tầng thứ hai này thì có gì khác biệt ha? Đối với tầng thứ hai này thì chủ đầu tư chủ yếu là tận dụng khoảng không đó Ngọc Ánh. Thì ở đây sẽ thiết kế được hai phòng lớn. Đây là một phòng gọi là có sinh thể hoạt là chung. Gian thờ đúng không? Ví dụ như nhà mình có thờ ông bà thì mình có thể là thờ một cái, mình sẽ làm một cái gian riêng. Đúng rồi. Và phía sau là một cái giếng trời
một cái sân thượng thì phía trước cũng không kém, cũng có một cái giếng trời và sân thượng rất là lớn. Từ đây á, thì phóng xa tầm mắt là một cái con sông khá đẹp. Phía đằng kia là giai đoạn tiếp theo của GS đúng không Sửu? Chính xác. Ngọc Ánh nhìn phía trước là căn này có gì đặc biệt Ngọc Ánh biết không? Đó là một cái bến. Bến cano đi mình gọi tắt là bến du thuyền đi, bến cho nó hấp dẫn tí xíu. Thì từ đây thì mình có thể đi theo du thuyền, theo cano và mình đi dọc tất cả cái con sông và len lỏi giữa Sài Gòn luôn ha. Rồi này, mình đi dọc ra kia là có vòng ra được Phú Mỹ Hưng không Sửu nhỉ? Hiện tại thì cũng trở về con đường Nguyễn Hữu Thọ để mình đi lên quận 7. Không, ý mình nói là theo đường sông á. À, theo đường sông thì tất nhiên là có con đường để đi ra Phú Mỹ Hưng được. Thế thì rất là thuận lợi á, cho những gia đình mà muốn sở hữu một cái chiếc cano nhỏ nhỏ. Phía bên này á, là đi... phân khu thứ hai là một cái phân khu JL Duty. Cái phân khu thứ hai bên đó đó là sẽ xây dựng nhiều trường đại học và hiện tại có đại trường đại học Chadwick rồi. Là cái chỗ mà Sửu nói là cái trường đại học Chadwick khu vực education là khu vực gì ta Han? JLDQT là nằm trong một cái phân khu giáo dục và chuyên về giáo dục của là tất ở cả phía sau nãy mình đứng mình nhìn đó phải không? Rồi, như Ngọc Ánh nhìn thấy ở đây tất cả các mái này, sàn bê tông, cốt thép, tất cả đây cực kỳ chắc chắn và xây dựng phải nói là hoàn chỉnh 100%. Khách hàng của Phước Sửu mà khi nhận nhà ở đây là toàn chỉ khen ngợi thôi. Rất là đẹp luôn. Ánh vào lần đầu tiên ánh vào anh cũng cảm thấy rất là thích luôn á, tại vì mình thấy cái sự chỉnh chu mà nhìn từ cái mà thô thôi, mình chưa nói tới sự hoàn thiện. Cái hoàn thiện bên ngoài là mình thấy rất là đẹp và cái bên trong mặc dù là thô nhưng mà mình cảm giác cái mắt của mình nhìn nó không có như những cái chủ đầu tư khác người ta làm rất là bừa bộn á. Đúng rồi. Thì quý chị cần thêm về cái thông tin của căn biệt thự 15x20 hai mặt tiền đối diện bờ sông, xin vui lòng inbox cho nhóm của tụi mình. Và có những cái sản phẩm shop house, nhà phố, biệt thự khác nữa, gọi là đang có một cái giá cực kỳ hấp dẫn để luôn chào đón quý anh chị sở hữu trở thành một cư dân tại nơi đây. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.